coi. Tí nữa chúng ta sẽ được trải nghiệm, tí nữa bạn sẽ rửa rau xong rồi mọi người sẽ bỏ vào đây và chúng ta sẽ ăn. Và sau đây thì tôi xin mời lên đây hội đồng nhà bếp chúng ta hôm nay sẽ nấu những cái món ăn này, bỏ vào trong cái nồi này cho mọi người xem. Và tôi xin mời ba chị đầu bếp chính của chúng ta ngày hôm nay. Cái nồi này nó cũng như vậy.
nhờ một ai đó đổ giúp mình cái này, tại vì mình có món, mình còn có món thịt kho nấm nữa.
chúng ta sẽ ăn đủ thứ màu luôn. Và chúng ta là hoàn toàn không có đốt nha quý vị. Và đặc biệt cái nồi chúng ta thì ta bỏ rất là nhiều thứ thực phẩm khác nhau, nhưng mà cái công nghệ nấu của cái nồi này là các mùi á, nó sẽ không lẫn lại với nhau, thì chúng ta sẽ thưởng thức là mùi cá sẽ ra mùi cá, mùi thịt ra mùi thịt và mùi tôm sẽ ra mùi tôm, rất là hay. Thì bắt đầu là mình bắt
bắt chảo lên. Nhưng mà nó biến tính thì nó còn độc hơn là thịt heo mỡ heo nữa, đúng không ạ? Cho nên đó là nếu mà
mình cũng vui lòng là để cái lửa nó không vừa thôi, hơi hơi nóng thì mình bỏ vô, ngon và an toàn, mình phải cân bằng cái điều này thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe đúng không? Mình nên ăn nhiều cái đồ, ví dụ như đồ khóc, cái đồ luộc và những cái đồ mà mình có thể chiên xào, những ở những cái đồ khóc thì sẽ tốt cho cái đồ ăn của mình. Và bây giờ còn vài phút nữa trước khi mà đồ ăn chúng ta chín thì các anh chị có thể giao lưu với những người bạn mới của mình, có cái kinh nghiệm gì có thể chia sẻ có thể với những người bạn mới không ạ? Cả này hơi nặng.
Alo. Mọi người đói bụng chưa cả nhà ơi? À, mời cả nhà chúng ta sẽ chụp lẻ đi cho. Chụp lấy được tất cả không anh? Ok. Cười mở miệng rồi đấy. Anh ơi, từ bên đây chụp khỏi để thấy mặt ở bên đây. Ok, được rồi. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta đông đủ thưởng thức. À, mình ăn thử cái món lẩu không nước của mình đi, rất nhiều loại thực phẩm nhưng mà không có bị nhiễm mùi của nhau, các anh chị thử đi ạ. À, và những cái loại thực phẩm này cũng là những cái thứ rất bình thường mà mỗi ngày mình đi chợ thôi, nhưng mà mình sẽ ăn với một cái cảm giác khác. Thank you.
các bạn đó, còn các bạn nãy giờ có thấy thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like, comment, chú ý, và cuối cùng nhớ đăng ký kênh nha. Tại nhà mình ơi, như ai mà bình thường mà đổ ăn nó mà nước gia vị ngon á thì đổ qua bên nó rất là ngon, gia vị thường ăn nước gia vị cũng nhớ hấp dẫn các bạn. Ôm cá một cái một thịt một thịt Thank you.
hết luôn các bạn ơi. Quá đắt, quá ngon. Không còn để ăn luôn. Quá ngon. Alo. Hấp dẫn. Chào mọi người đã có mặt trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và hy vọng là tối đến tuần sau chúng ta sẽ nấu những cái món mới. Và sẽ cùng mọi người đến dự tiếp là đồ ăn. Và chương trình buổi tối hôm nay thì kết thúc rồi. Mọi người